tiếp đón Harry và Meghan dự lễ đăng cơ. Nguồn tin độc quyền của Daily Mail tiết lộ cung điện Buckingham đang lên kế hoạch cho việc Harry và Meghan tham dự lễ đăng cơ của vua Charles. Tuy nhiên, chưa có gì chắc chắn vợ chồng nhà Sussex sẽ góp mặt. Daily Mail dẫn nguồn tin riêng cho biết các nhân viên của cung điện Buckingham đã bắt đầu công tác tổ chức hậu cần cho lễ đăng cơ của vua Charles, diễn ra vào ngày 6 tháng 5 và có hướng dẫn đưa công tước, nữ công tước xứ Sussex vào kế hoạch của họ. Những người trong cuộc lưu ý vẫn chưa có thông tin nào cho thấy Harry và Meghan chấp nhận lời mời của vua cha. Nhưng nhiệm vụ của đội ngũ tổ chức sự kiện là phải sẵn sàng trong trường hợp họ xuất hiện. Harry và Meghan đang được đưa vào tất cả kế hoạch, gồm xe hơi đưa đón, chỗ ngồi, sắp xếp ăn uống và những thứ khác. Không ai biết liệu điều này có nghĩa là họ chắc chắn tham gia hay không. Các nhân viên đang làm việc theo kỳ vọng họ đang đến. Những loại sắp xếp này phải được thực hiện tốt trước, nguồn tin nói. Tối mùng 8 tháng 3, nguồn tin trong cung điện xác nhận thông tin. Lập kế hoạch rồi có thể phải hủy bỏ dễ dàng hơn không thực hiện bất kỳ điều gì và sau đó đột nhiên phải làm. Đầu tháng 8, người phát ngôn của nhà Sussex tiết lộ đôi vợ chồng hoàng gia thoát ly đã nhận được email mời dự lễ đăng cơ, nhưng không đề cập đến quyết định đi hay ở. Theo Daily Mail, tham dự lễ đăng cơ đầu tiên của một vị vua Anh trong 70 năm qua chắc chắn có lợi cho bộ đôi tài tiếng. Thời gian làm việc trong hoàng gia và mối quan hệ với các thành viên trong gia đình đã hình thành cơ sở cho các hợp đồng truyền thông lớn nhất của họ ở Mỹ cho đến nay. Việc Harry và Meghan quyết định công khai gọi các con là hoàng tử, Archie và công chúa Lilibet cũng được hiểu là dấu hiệu cho thấy họ quyết tâm duy trì mối liên hệ với chế độ quân chủ, bất chấp những cuộc tấn công không ngừng vào gia đình hoàng gia. Ngày 8 tháng 3, cung điện Buckingham cuối cùng cũng cập nhật trên trang web chính thức tước vị cũng như quyền thừa kế đối với con của Harry và Meghan. Hai đứa trẻ được giới thiệu là hoàng tử Archie của Sussex, đứng thứ 6 trong danh sách thừa kế ngai vàng và công chúa Lilibet của Sussex, xếp thứ 7. Dù là cháu ruột, vua Charles chỉ mới gặp Archie, vừa tròn 4 tuổi, vài lần. Trong khi đó, Lilibet, 21 tháng tuổi, mới diện kiến ông nội một lần duy nhất tại đại lễ. Bạch Kim kỷ niệm 70 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth năm 2022. Nếu trở lại Anh vào đầu tháng 6, Harry và Meghan sẽ tham dự một số sự kiện công khai trong tối thiểu 3 ngày trước buổi lễ chính. Cuối cùng, mọi người tập trung tại tu viện Westminster vào ngày 6 tháng 5 để chứng kiến giây phút trọng đại của vua Charles. Gia đình hoàng gia dự kiến xuất hiện trên ban công cung điện Buckingham sau đó. Số người giới hạn cho các thành viên đang làm việc cho hoàng gia, tránh bất kỳ sự khó xử nào xung quanh gia đình Sussex và hoàng tử Andrew. Hoàng tử William được cho là giận dữ về hành vi quay lưng với gia đình của Harry. Tuy nhiên, anh không ngăn cản em trai dự lễ đăng cơ vì không muốn làm hỏng sự kiện quan trọng của cha. Theo nguồn tin, William và Harry không bắt buộc phải gặp mặt nhau trong buổi lễ. Nguồn tin nói thêm Harry và Meghan có thể tận dụng chuyến thăm quê hương để dọn đồ đạc còn lại ra khỏi Frogmore Cottage. Harry và Meghan bị chê cười. Bất chấp những cáo buộc nhắm thẳng vào chế độ quân chủ, hoàng tử Harry và Meghan Markle vẫn sử dụng tước vị công chúa để gọi con gái Lilibet trong lễ rửa tội. Đại diện của công tước và nữ công tước xứ Sussex lần đầu gọi Lilibet là công chúa vào ngày 8 tháng 3, trong thông báo về lễ rửa tội của cô bé 21 tháng tuổi. Tôi có thể xác nhận công chúa Lilibet đã được Đức Tổng Giám mục Los Angeles John Taylor làm lễ rửa tội vào ngày 3 tháng 3, người phát ngôn nói với Tessip. Theo People, trang web chính thức của gia đình hoàng gia Anh cũng có kế hoạch cập nhật tước vị cho hai anh em Archie và Lilibet thành hoàng tử Archie và công chúa Lilibet. Những tước vị này sẽ được sử dụng trong các sự kiện quan trọng, không phải trong cuộc sống thường ngày. Archie và Lilibet trở thành hoàng tử và công chúa khi ông nội của họ là vua Charles. Ba lên ngôi sau sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth II vào tháng 9 năm 2022 nhờ quy tắc do vua George V thiết lập vào năm 1917. Trong đó quy định, con của con trai vua đều được trao tước vị công chúa hoặc hoàng tử tương tự con của người thừa kế. Archie và Lilibet không có tước vị trên ngay từ khi sinh ra vì là chắt của nữ hoàng. Tuy nhiên, ba người con của William và Kate có sẵn tước vị này vì thân vương xứ Wales con trai cả của Charles. Đại diện của nhà Sussex chưa phản hồi về sự thay đổi tước vị cho các con. Tuy nhiên, quyết định này gây bất ngờ vì Harry và Meghan nhiều lần chỉ trích chế độ quân chủ kể từ khi từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia vào tháng 1 năm 2020 và chuyển đến Mỹ. Tuy vậy, Harry và Meghan từ lâu được cho là ghen tể với những đặc quyền mà chỉ người thừa kế ngai vàng như William được nhận. Trong cuộc phỏng vấn gây chấn động với Oprah Winfrey vào tháng 3 năm 2021, Meghan tuyên bố các con của cô và Harry bị từ chối phong tước vị hoàng gia. Phát ngôn này từng khiến cựu diễn viên sinh năm 1981 bị chê cười vì bỏ qua quy định từ xa xưa. Lần này, khi gọi con gái là công chúa,
đôi vợ chồng hoàng gia thoát ly một lần nữa gây tranh cãi. Nhà văn Anh nổi tiếng Jen Moore viết luôn một bài báo đăng trên Daily Mail để mỉa mai nhà Sussex có tiêu đề một công chúa. Có nhầm lẫn gì ở đây không? Tôi đã nghĩ Harry và Meghan không muốn dính dáng gì đến gia đình Win thối nát. Bà Jen Moore đằng sau tất cả lời buộc tội hoàng gia Anh như phân biệt chủng tộc, đối xử bất công. Harry và Meghan thực chất muốn có được mọi thứ trong hoàng gia, đặc biệt là uy danh, tiếng tăm và những danh hiệu cao quý cho cả họ và con cái. Nữ nhà văn chỉ trích Harry và Meghan đạo đức giả. Bà cho rằng họ sẽ nhận được nhiều sự tôn trọng hơn nếu lời nói và hành động không bất nhất như vậy. Ở một diễn biến khác, nguồn tin riêng của People cho hay Harry và Meghan gửi lời mời các thành viên trong gia đình hoàng gia tham dự lễ rửa tội cho Lilibet nhưng không ai tham dự. Theo người trong cuộc, buổi lễ có khoảng 20 đến 30 khách, bao gồm mẹ của Meghan Doria Ragrandi, cha đỡ đầu của Lilibet, Tyler Perry và mẹ đỡ đầu giấu tên. Tuy nhiên, vua Charles, hoàng hậu Camilla và vợ chồng hoàng tử William công đương kết không có mặt.